và các bạn chúng tôi là Nguyễn Lương Câu nhân ngày đầu xuân đại diện cho Little Sài Gòn Radio và Hòn Việt TV chúng tôi xin kính chúc quý vị thính giả của Little Sài Gòn Radio và khán giả của Hòn Việt TV và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng chúng tôi xin chúc quý vị lãnh đạo tinh thần trong cộng đồng Việt Nam quý vị dân cử các cấp chính quyền được khỏe mạnh luôn tích cực phục vụ mọi người chu toàn nhiệm vụ để chọn lựa hoặc được mọi người giao phó. Chúng tôi xin kính chúc quý vị thân chủ của Đài một năm mới thịnh vượng. Sự ủng hộ của quý vị chính là sự sống còn của Little Saigon Sài Gòn Radio và Việt TV. Hai cơ quan truyền thông chúng tôi được thành lập với mục đích duy nhất là phục vụ cộng đồng tị nạn cộng sản. Từ những ngày đầu thành lập đến nay, chúng tôi luôn làm hết sức trong khả năng của mình để duy trì tình yêu thương, sự êm ấm trong cộng đồng chúng ta. Chúng tôi luôn sát cánh cùng đồng bào cùng những tổ chức đấu tranh cho chính nghĩa quốc gia, cương quyết không chấp nhận chế độ cộng sản hiện nay trong nước. Trong sinh hoạt dòng chính tại đây để xây dựng sức mạnh cộng đồng, chúng tôi luôn luôn cổ võ, đồng hương tích cực tham gia vào những sinh hoạt chính trị tại địa phương mình sinh sống tại xứ sở này. Một trong những phương cách cơ bản để xây dựng, để vun quén dân chủ chính là bầu cử và ứng cử. Chúng tôi rất hãnh diện là trong những năm vừa qua đã làm tròn nhiệm vụ cổ võ đồng hương không lơ là với những sinh hoạt chính trị địa phương cũng như quốc gia. Trong hoàn cảnh đất nước Việt Nam chúng ta hiện nay toàn dân còn phải sống dưới một chế độ độc tài đảng trị Tại nơi đây, chúng tôi xin nguyện cùng đồng bào dùng mọi phương cách để cổ võ để ủng hộ cho những phong trào đấu tranh cho dân chủ trong nước. Trong năm mới, chúng ta, quý vị và chúng tôi sẽ lại cùng nhau thêm một năm nữa quyết tâm duy trì một cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản hòa ái, thịnh vượng một lần nữa xin kính chúc quý vị và gia đình một năm mới vạn sự như ý xin kính chào